Bước sang năm 2020, Nghị định số 100 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý nhất là việc điều chỉnh mức xử phạt tăng nặng hơn đối với các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn. Theo đó, một người vi phạm sẽ bị xử phạt 7 triệu đồng chỉ với 2 ly bia hay phạt tới 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 năm với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá 04 miligam trên một lít khí thở. Trước nghị định mới này của chính phủ, đông đảo người dân rất đồng tình mong muốn nghị định được thực hiện nghiêm đề phát huy hiệu quả thực tế tuy vậy vẫn có một bộ phận còn tỏ ra băn khoăn và có những ý kiến trái chiều thậm chí nhiều tài xế bắt đầu lan truyền nhau các chiêu trò như ăn kẹo chua hút thuốc thở gấp vận động mạnh khi thổi vào máy để né tránh đối phó lực lượng chức năng khi bị kiểm tra kiểm soát cùng với đó nhiều loại thuốc dược phẩm cũng được quảng cáo với tác dụng kỳ diệu như tẩy nhanh nồng độ cồn giải rượu bia thần tốc xả nhanh lượng cồn hỗ trợ giảm nhanh cơn say. Vì đánh chúng được tâm lý, nhu cầu của người mua nên các sản phẩm đã được bán ra tràn lan trên thị trường dù chưa được chứng nhận tác dụng thực của nó. Tuy nhiên, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế khẳng định chưa một sản phẩm dược phẩm nào được cấp phép lưu hành tại Việt Nam hay ngay cả trên cả thế giới cũng chưa có loại thuốc nào có được công dụng này. Trên thực tế chỉ có một số thuốc giúp gan tăng cường chuyển hóa. Đào thải rượu nhanh hơn 30 đến 45 phút so với bình thường nhưng nó chỉ được dùng trong cấp cứu với sự chỉ định của bác sĩ. Quá trình sử dụng thuốc phải được theo dõi chặt chẽ tại cơ sở y tế và liều lượng chính xác vì có thể gây ra phản ứng nguy hại cho sức khỏe. Vì vậy, các loại thuốc đang được quảng cáo với công dụng có thể giải rượu nhanh, nhanh chóng giảm nồng độ cồn chỉ trong một thời gian ngắn đang được quảng cáo chỉ là đang đánh lừa người mua. Trước thực tế này, một câu hỏi được đặt ra là tại sao nhiều người luôn tìm cách đối phó với luật pháp thay vì tìm cách thay đổi bản thân? Mình ai cũng muốn được cháy hết mình trong những cuộc vui nhưng ít ai ý thức được những hậu quả và trách nhiệm của bản thân sau mỗi cuộc vui đầy hơi men ấy khi ngồi sau vô lăng. Khi bị xử phạt, người dân chỉ nghĩ tới những thiệt hại về tiền bạc, thời gian và tìm cách thoát tội chứ không nhận thức được những thiệt hại còn lớn hơn như tính mạng bản thân. Hãy tuân thủ pháp luật về điều khiển xe cộ khi sử dụng rượu bia vì nó đem lại lợi ích và an toàn cho chính bản thân chúng ta.